Thái Lan thua 1-9 ở World Cup Futsal. Đội tuyển Thái Lan nhận thất bại nặng nề trước Brazil ở loạt trận thứ 3 bảng B, diễn ra khuya 20:09 giờ Hà Nội. Đội tuyển Thái Lan trở lại mặt đất sau đại bại trước Brazil. Sau hai chiến thắng ấn tượng trước Croatia và Cuba ở các loạt trận trước đó, Thái Lan đối đầu Brazil ở màn so tài mang tính quyết định ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, ngay cả khi đang đứng thứ 9 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Futsal Thái Lan vẫn không thể tạo bất ngờ trước một Brazil quá mạnh. Voi chiến y thủng lưới bàn đầu tiên sau 6 phút. Đến phút thứ 10, Brazil có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha dàn xếp ở đẳng cấp cao. Thái Lan bất ngờ có bàn gỡ ở phút 20. Song đó là tất cả những gì họ làm được trận này. Brazil quá mạnh so với Thái Lan. Ngay sau pha ghi bàn của Osman Su bên phía Thái Lan, Brazil liền có bàn thắng gia tăng cách biệt. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Samba có màn vùi dập đối thủ và ghi thêm 6 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 9-1. Thua đậm Brazil, Thái Lan ngậm ngùi kết thúc vòng bảng với ngôi nhì và sẽ gặp đối thủ đứng thứ 2 của bảng F, khả năng cao là Pháp. Tại vòng 16 đội World Cup Futsal 2024. World Cup Futsal 2024 được tổ chức ở Uzbekistan, diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch của giải đấu.